Hello, Cao Bảo Nguyễn Audio xin kính chào tất cả anh em nha. Mình lại gửi hàng rồi. Gửi hàng đi Hải Phòng nha anh em ơi. Hai cặp HBX 820 nha anh em ơi. Đó, mỗi lái anh em khách chơi cứ liên hệ em nha. Hai cặp 820 HBX lo Mỹ nha. Nóng sốt sôi sọt luôn, mới tinh tình tình luôn nha. Rồi, hàng lên đường nha, anh em Hải Phòng chờ đón nha. Đó, hai cặp còn nguyên thùng xốp nha anh em. Rồi, liên hệ với Viettel để nhận nha. Đó, Viettel nè, đó, đẹp trai chưa, đó, cười te tét nè, đó. Đây, Viettel nha, đây em gửi ở đây nha, đó. Rồi, hàng đã lên đường nha, chiều nay là lên đường nha anh em Hải Phòng nha. Đây nhá nhá tí cái tên tại anh em mối lái anh cũng không quay rõ được nha. Đó, có chữ Hải Phòng nha. Đó, Hải Phòng nha. Tại sao mà em không quay rõ là có lý do nha. Tại vì đây là mối của em nha. Mối cho nên em phải che một xíu thông tin. Chỉ biết là đi Hải Phòng thôi. Đó, anh em nha, liên hệ với em để có những cái giao dịch nhanh chóng thành công qua số điện thoại 090 782 7899. Địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi clip gửi hàng của em tại Viettel, Bu Cục và Lê Hồng Phong nha anh em. Rồi, còn 20 ngày nữa là kết thúc một năm mới. Hãy giao dịch nhanh chóng với em qua số điện thoại nha anh em ơi. Mua loa là hãy gọi thôi, đừng có nhắn tin comment, mất thời gian lắm. Vì bưu cục này 23 Tết là không nhận gửi hàng phương xa nữa. Anh em hãy liên hệ trực tiếp để chúng ta giao dịch nhanh chóng thành công nha. Đó, thời tiết rất là đẹp luôn. Gọi cho em nha. Thank you, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của em.